What's up, brother? I'm back. Ai đây? Lê Minh Hồ. Chuẩn. Chính xác. Chuẩn là anh trai anh. Anh mới về nước mà cô chú không có đón tiếp anh nồng hậu gì cả. Nhà trông sạch đẹp hết nhỉ? Có gì anh ở vài hôm nhé? Không. Ôi, tốt quá. Làm phiền cô chú vài hôm. Ơ, cũng là người nhà mà sao anh khó khăn thế? Rồi, từ từ em sẽ biết thế nào là chuẩn. Việc nhà anh lo hết. Việc của em ấy. Chuẩn chưa? Chuẩn chưa? Chuẩn chưa? Chưa. Anh thấy nhà vẫn sạch thế kia mà. Sạch ở đâu mà sạch? Anh nhìn cái hộp chứa bụi siêu to này mà vẫn đầy ắp. Em phải đi theo anh từng bước một đấy. Anh nói thật, chú cứ bảo anh bày bừa nhà chú, rồi chú bảo là rác trong này là do anh bày ra. Làm sao mà cái con máy này nó thể hút được tất cả rác vào đấy? Có mà chú lại nhặt đâu cho vào thì có. Anh hơi nhầm nhá, cái máy hút bụi Panasonic này của em nhá, có khả năng hút bụi cực kỳ mạnh mẽ và rất đa dạng đầu hút. Đầu hút kéo ra dễ dàng anh hiểu không? Hút trên cao với đầu chổi tiện dụng anh hiểu không? Hút rèm với đầu hút chuyên biệt không sợ làm hỏng vải anh hiểu không? Hút nệm hút ga giường nhanh như một con gió anh hiểu không? Hút thảm hút khe hút góc cái gì cũng hút được hết anh hiểu không? Đấy em thấy chưa? Nhà này một mình anh dọn hết, sạch chưa? Panasonic đảm bảo thích. Đăng ký bảo hành sản phẩm dễ dàng thông qua ứng dụng My Panasonic và tận hưởng những ưu đãi độc quyền từ thẻ thành viên Panasonic các bạn nhé. Panasonic đảm bảo thích. Panasonic.